Instagram. Hôm nay ra trung tâm đi nhà hàng mừng sinh nhật. Ở trung tâm hôm nay trời u ám á cả nhà ha. Cũng lâu rồi mà mình chưa lại nhà hàng này ăn ha. Nhân dịp sinh nhật của Kiki. Kiki mẹ. Đây, nhà hàng ở đây như vậy nè cả nhà. Con lo $1,072. Rồi, thank you. Giờ bữa nay. Rồi, hôm nay cameraman đãi nè, sinh nhật. Sắm ơi. Tiếp fish cái nã hả? Coi cá hả? Cá đẹp không? Cá đẹp quá ha. Cá đẹp nha. Người hành há cạo ở đây nè. Cá lăng bột nè. Cá lăng bột. Cái này là hàng đồ lăng bột không nha. Tôm lăng bột. Cái này gà. Gà lăng bột. Cái này tôm lăng bột. Cái này kia đây gì gọi cuốn hả vậy gì? Chả giò chay ha. Rồi đầy đủ nước sốt luôn. Hôm nay ai sinh nhật đẹp quá ta. Bây giờ qua chuyển đến hàng ăn đồ mặn. Nãy đồ chiên, cái này đồ mặn. Cái này là mì xào, mình phải giới thiệu với Việt Nam. Cái này là cơm chiên. Còn cái này là đồ xào rau cải. Bỏ thêm chút đi, ăn cho nó biết mùi vị. Cái này là gà xào cà ri. Cà ri đỏ nha. Cà ri đỏ. Còn cái này là thịt bò với hô xin suốt. Hô xin suốt là của Nhật của ta. Hô xin suốt là dầu hào á. Dầu hào. Món tôm là món em thích nhất. Tôm với chim chép nè. Ủa con chim chép bự không? Chắc món này ngon quá nên người ta lấy gà hết rồi. Chờ lấy gà chứ sao. Chút người ta lấy gà tiếp nữa. Cứ ăn thoải mái mấy tí đồng hồ rồi. Có phê nè. Có vịt quay nè anh. Vịt quay ngon kìa. Vịt quay. Vịt quay nữa. Ơi, đùi gà, đùi gà, đùi gà chiên nữa nha các nhà ha. Đó. Ở đây ăn buffet kiểu vậy đó. Bên kia là đồ chiên. Bên đây đi.
Rồi, ở đây là salad. Ở bên kia có phở nữa nha cả nhà ha. Nó quay phở luôn. Hello đại gia đình. Chào mừng mọi người đến với kênh Chiều Đưa Biết Thú Thì Đã Vlog Sweden Việt Nam của tụi em. Hôm nay là ngày sinh nhật của em, là một ngày rất là đáng nhớ. Em có em và mấy đứa nhỏ với lại mẹ và chị chồng của em đi ăn buffet nhà hàng Việt nha mọi người. Hôm nay hên quá đi ăn được giảm được 10%. Dạ, tại vì sinh nhật được giảm 10%. Quán này cũng là quán quen của tụi em thường hay đi ăn. Dạ, khẩu vị thì cũng vừa miệng mà có nhiều món để cho mình lựa chọn. Mà mọi người cùng gia đình em thưởng thức nha. Rồi, hôm nay sinh nhật nha. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ nha. Rồi, mọi người cùng nâng ly lên. Rồi, nói đi, tụi con nói thì sao? Nè, cầm ly thì cũng lại đi. Tụi con nói thì sao? Nâng ly lên tụi con. Happy birthday ai? Mình đây là sushi cua nè, đây là sushi cá hồi nè, còn đây là sushi cá mặn nè, bỏ mỗi thứ lên chút, còn đây là sushi dưa leo, ăn thử dưa leo coi nó ngon không nè. Nhiều loại sushi quá ha. Sushi tàu hủ nè, cái này cá nè, ấy chị ta đang kêu mực chứ, cái này là cá, còn bên đây là mực, rồi lấy miếng cái này đi. Rồi, nói thương chút ha mọi người ha. Rồi, từ nãy là ba dĩa rồi nha. Rồi, mời mọi người ăn hát chảo với em nha. Tụi nó bị gớt rồi. Đó, ba dĩa đồ ăn của bà rồi đó. Hôm nay sinh nhật ăn cho nhiều vô nha. Dạ, ăn ăn cho mau lớn. Ăn mau chấm lớn nha. Bữa nay sinh nhật la lửa. Ăn mau chấm lớn. Sớm sớm rồi. Ngon quá mọi người. Rồi, chúc cả nhà ăn ngon miệng nha. Thank you. Ăn đi, năm sau sinh nhật nữa mới được ăn nữa đó. đang chụp quay ngập kìa. Trời ơi, gái rồi. Rồi, đây đang lấy phở nè cả nhà ơi. Mày giống như hai bà cháu đang bán phở hả? Bán phở. Up
open now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all Sám ơi, em ta đông mê lốn. Ăn dưa hấu à, dưa hấu ngon không? Sao em phải có comment cho người ta đấy không? Nhà hàng, đồ ăn rất ngon. Người ta ghi tới thời điểm em đi bằng tiếng Việt luôn phải không? Nhà hàng, đồ ăn à, nhớ ghi tên nha. Nhà hàng, đồ ăn rất ngon. Làm sao sẽ ghé nữa. Rồi, ghi tên luôn. Dạ nè, thấy không mọi người? Quay đầu, quay giờ luôn, thấy không? Ta ghi tới thời điểm bên đây nè, em đi tới Việt Nam. Nhà hàng, đồ ăn rất ngon, lần sau sẽ ghé nữa. Trái tim ngọc đàng hoàng, thấy chưa? Đó, mọi người cũng comment cho video của em nhiều nhiều vô nha. Cho video của em sơm tụng chút xíu. Bây giờ ăn lên đi. Ăn uống lên nè, đúng không? Tình trình kiểu đó đủ rồi, phải không? Đi làm gì? Đi lấy, đúng rồi, đi lấy một cái món quan trọng nữa. Cái gì? Ăn uống nhà hàng chỉ đủ rồi, đòi hỏi dữ vậy trời. Ai biết đâu. Thôi, về nhà ngủ. Rồi, mình lấy bó này đi nha. Có ba cái bông, ba bông hồng là tượng trưng cho I love you ha. Rồi, đi lấy bánh kem luôn cả nhà ơi. Ok, thắc xin ít kia. Đây là hàng kem nè, quá trời bán đầy đủ là bánh ngọt ha. Ở đây mình có thể là đặt bánh kem. Rồi, có bông rồi ha. Thank you very much. Hôm nay sướng quá ta. Có người đãi nhà hàng, có người tặng bông nữa nha. Còn tặng gì không? Tặng luôn rồi. Rồi, bánh kem luôn. Nữa hả? Nữa hả? Trời ơi. Hôm nay đặc biệt mà, hồi sinh nhật mà. Wow. Có này dẫm dẫm cái. Có bông. Câu lên, câu lên, câu lên. Ya mohun liva, ya mohun liva, uti hundra de u, ya viska hun liva, ya viska hun liva, ya vis. Câu li và đi hơn ra để ô. Et phi pha lê lia vết phở nam mà hôn lia vết. Hurra! 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 Chúc mừng sinh nhật nha. Chúc mừng. Bông bóng đầy đủ. Cảm ơn tất cả thành viên trong gia đình của mình nha. Rồi nói gì nói lại đây. Má ướt trong cái con thỏi nha. Má trước, sư cả đi. Đi la, đô la. Rồi con thỏi má mày nha. 1, 2, 3. Yeah. Rồi. Rồi, hôm nay là sinh nhật 35 tuổi của mình.
Dạ sẵn nhân ngày sinh nhật thì mình xin cảm ơn ba mẹ của mình đã sinh ra mình và nuôi nấng mình khôn lớn đến bây giờ. Dạ. Giờ người thứ hai mình xin cảm ơn là má chồng của mình. Dạ đã đẻ ra người con trai luôn luôn yêu thương mình. Dạ giúp đỡ mình chăm lo cho mấy đứa con của mình. Xin cảm ơn anh. Từ đợi má mẹ chút nè. Rồi, thêm cái quan trọng nữa là em xin cảm ơn Caraman Man nha. Hôm nay đã tài trợ chương trình từ A đến Thái cho em nha. Cảm ơn, xin cảm ơn rất là quà có đầy đủ rồi đúng không? Cảm ơn mấy đứa con của mình. Cảm ơn ông trời đã ban những đứa con nhỏ bé dễ thương, ngoan ngoãn đến cho mẹ. Và cảm ơn chị Diệp đã đến chung vui cùng với gia đình của tụi em. Dạ, xin cảm ơn mọi người cùng xem video sinh nhật của em. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thank you very much. Wow, she was wow. Dạ, vỗ tay. Giống như là đám cưới của con đi chăm chà. Giống như con dâu hả? Dạ, chú cái này. Chúc em con nói cái gì đàng hoàng. Hai tay luôn, hai tay luôn. Con chúc bố mẹ em sinh nhật chị vui vẻ và đẹp. Có tiền. Lần sau phải đi chúc mừng má mã sinh nhật 35 tuổi nha. Má mà già nha tụi con phải biết ngoan ngoãn nghe lời má mà nha, để má mà tức đó nha. Má mà rồi nói chúc con. Đây là cái bông hoa này nha, thanh kiều Emily Chrome phải không? Rồi tới sắm sắm luôn đi. Dạ sắm sắm tặng nó mở vậy, chỗ nó mở cái gì ở đây vậy? Trời ơi, cái hình của ta xếp cho đã, nó mở ra luôn mất tiêu luôn à. Trời ơi, cái này là caramel tặng má mà để chúc má mà mau ăn chấm lớn hả? Trời ơi, hình của người ta xếp đàng hoàng á, ta xếp banh ra chứ không biết hình con gì luôn. Rồi, thanh kiều caramel man nha. Rồi, mở ra cho má mà coi bà tặng gì. Nhớ nữa. Có gì vậy caramel man? Ta bật mí được không vậy? Gặp đó, không gặp đó. Bật gặp tới trong đây thử chứ rồi. Wow, cái gì đây vậy? Wow, cái này là mở ra coi gì, chắc dầu thơm phải không? Hiệu Boss đàng hoàng nè. Wow, dầu thơm. Dầu thơm hiệu Boss đàng hoàng. Như cái này là chai gì? Má mà coi chai gì? À, chai này chai xức mình nha. Sau khi tắm mình xức vô rất là thơm. Hiệu Boss nha, có hiệu đàng hoàng nha. Anh kêu caramel men rất là nhiều. Caramel man, nó lộn rồi. Caramel man. Rồi, tới giờ thành đó. Rồi, thanh kiều con cho con ôm cái. Ôi, chút phải mở ra coi mới được. Má mà cũng mong tụi con là ngoan ngoãn, biết nghe lời má mà với cái kiều. Vô đằng kia luôn, vô đằng kia luôn, nhảy vô, nhảy vô luôn, bên kia. Đi qua bên kia kìa, vừa nhảy vô đi vô. Vừa nhảy vô đi vô. Vừa nhảy vừa đi vô. Đi vô đi vô nha. Cái gì? Cái này là cụ con á, cụ con. Rồi, con nói gì với má mà? Nó nhân dịp sinh nhật má mà, chắc má mà gì? Chúc con à. Để áo xuống đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng con. Giúp má mà gì? Chúc con à. Xin vui vẻ đi. Vui vẻ. Rồi, gặp nhiều may mắn. Con cũng vậy nha, ngoan ngoãn. Vậy hai nha. Hai cùng con chúc gặp sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi 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 sinh nhật ha, vui vẻ và luôn luôn lúc nào cũng hả hạnh phúc và nha không. Rồi con cảm ơn cách bánh sinh nhật ra nha, mời cả nhà mình ăn tất cả cho ăn bánh sinh nhật cùng với gia đình chị em nha. Rồi đây đó là cái bánh. Rồi rồi hôm nay em rất là vui
ngày sinh nhật của mình là những gì mình phải vui, phải hạnh phúc rồi, nhất là bên cạnh gia đình, những người thân yêu của mình nữa, những đứa con của mình. Lúc nào má mà sinh nhật má mà cũng cầu mong là có tụi con bên cạnh má mà, ok. Khi mà tụi con lớn lên, có gia đình, tụi con vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của má mà nha, đừng có bao giờ quên nha. Nếu tụi con quên thì má mà sẽ khóc, sẽ buồn ha. Nhớ không tụi con? Nói lớn lên dạ nhớ. Dạ. Má mà mong là đến ngày sinh nhật má mà, hay là tụi con, hay là tụi con bất cứ người nào trong gia đình của mình cũng được xung quầy như thế này. Ok. Trời ơi, mày cả nhà ăn bánh phong lan nha. Rồi chỉ giúp cắt dùm đi. Rồi giờ nhà của em cũng chuẩn bị ăn bánh thôi, thì bây giờ cuối clip rồi. Em rất cảm ơn mọi người đã xem video sinh nhật của em. Nếu mọi người thích thì em xin nhẹ thay nha, xin mọi người hãy nhấn vào chữ like và comment cho em. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn nè. Bye bye. Thank you.